Chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh của Lời Giải Hay Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học phần 3 la mã Reading của Unit 3 với chủ đề là Music Hôm nay thì chủ đề của phần Reading của chúng ta là American Idol Tức là những cái thần tượng của Mỹ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 1 Work in pair, làm việc theo cặp Look at the pictures and discuss the following questions Chúng ta sẽ cùng nhìn những bức tranh sau và thảo luận câu hỏi What are these shows? What do you know about them? Đây là những cái show gì và bạn biết gì về những cái show đó? Như các em thấy là chúng ta thấy ở đây có American Idol và The X factors Và các em có thể tìm hiểu trước về cái show này ở trên ở trên mạng hoặc là qua qua uh, việc hỏi mọi người trước. Còn nếu như không thì chúng ta có thể tham khảo phần đáp án của cô nhé. Các em có thể trả lời câu These are American Idol and The X Factor show. American Idol is an American reality television series in which aspiring singers completed for a recording contract and a short at wealth and fame. Đây là những cái trình như là American Idol và The X Factor đấy và chương trình Thần tượng Mỹ. thì là một cái chương trình sâu truyền hình thực tế ở đó mà sẽ cho phép hoặc là sẽ gọi là aspiring là chúng ta truyền cảm hứng đến những cái người nghệ sĩ để hoàn thành cái hợp đồng ghi âm của họ và giúp họ có được sự nổi tiếng và sự giàu có và chương trình thứ hai là the x factor là nhân tố bí ẩn thì là một is a television's music competition franchise created by British producer Simon Cowell and his company Sico Entertainment. Chương trình Nhân tố bí ẩn thì là một chương trình cuộc thi âm nhạc ở trên truyền hình và được sáng tạo bởi một nhà sản xuất người Anh là ông Simon Cowell và công ty của ông ấy là công ty giải trí Sico. Các em có thể dựa vào cái phần đáp án này để ghi vào vợ của mình nhé Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần số 2 Phần số 2 của chúng ta ngày hôm nay Read the text about famous music show Match the highlighted words and phrase in the text with the meaning below Chúng ta sẽ cùng đọc đoạn đoạn văn sau về một cái chương trình âm nhạc rất là nổi tiếng và chúng ta sẽ nối những cái từ được in đậm với những cái cụm từ ở trong bài Cùng với cái ý nghĩa của nó ở bên dưới Đây, chúng ta sẽ nối bài với cái ý nghĩa ở bên dưới đây Bây giờ thì cô trường mình sẽ cùng đọc qua Đọc qua bài này một lượt Và dịch bài này các em nhé Để chúng ta tìm hiểu nội dung chính Rồi, American Idol was shown for the first time on televisions in January 2002. At that time, there were many movies and TV series, but no reality competitions on TV. The participants in these programs are ordinary people who the audience can really identify with. chiếu <laughs> lần đầu tiên TV tháng 1 năm 2002. Và vào thời điểm đó thì có rất nhiều những cái um, nhiều phim điện ảnh này và nhiều những cái chương trình truyền hình. Đấy. Nhiều những cái phim điện ảnh và chương trình truyền hình nhưng mà không có một cái cuộc thi thực tế nào, hoặc là không có cuộc thi thực tế nào trên truyền hình. Những người tham gia trong cái chương trình này thì là những người bình thường mà những cái khán giả thực sự có thể đồng cảm với họ. First Just travel around America in search of the best singers and bring them to Hollywood. 24 to 36 participants are then choose, chosen to go on to the next stage, where they perform live on TV and receive the judge's opinion. Đầu tiên thì những cái vị giám khảo thì đi vòng quanh, châu Mỹ, à, vòng quanh nước Mỹ để tìm kiếm những cái ca sĩ nhất, hát hay nhất. và mang họ tới Hollywood. 24 cho đến 36 người tham gia thì sẽ được lựa chọn để đi tới những cái vòng sau. Nơi và cái vòng đấy họ sẽ trình diễn trực tiếp trên TV Và họ sẽ nhận được những cái um, lời nhận xét những quan điểm của khán giả, của giám khảo. From the semi-final onwards, people over 13 and living in the US, Puerto Rico, or the Virgin Islands can vote for their prefer singers online or through the text messagings Từ vòng bán kết trở đi thì những người trên 13 tuổi và sống ở nước Mỹ, Puerto Rico hoặc là cái vùng đảo hoặc là cái vùng quần đảo Virgin có thể bình chọn cho ca sĩ mà họ yêu thích trực tuyến hoặc là thông qua tin nhắn. The singer with the lowest number of votes is eliminated. On the final night, the most popular singers become the winners of that American Idol seasons. Ca sĩ với lại cái số lượt bình chọn thấp nhất thì sẽ được loại bỏ, loại trừ. Và đến cái đêm chung kết thì the most popular, có nghĩa là ca sĩ được yêu thích nhất sẽ trở thành người chiến thắng trong mùa American Idol đó. People watch American Idol not only to see the participants' sing, but also to hear, to hear the comments of the judge, who plays an important role in the competitions. Their different opinions and interesting arguments make the show very exciting. Những người mà xem chương trình American Idol đó thì không chỉ xem những thí sinh hát mà cũng có để nghe những cái lời nhận xét của giám khảo Người mà đóng cái vai trò quan trọng trong cuộc thi Và những cái lời nhận xét khác nhau và những cái lời tranh luận mà nó thú vị Thì khiến cái chương trình này trở nên thú vị hơn This music show has been held in many countries in the world. The first seasons of Vietnam Idol were shown in the 2007. It includes three stages, short performances to choose participants, semifinals, and the finals. The winners of the show different seasons has become famous singers in Vietnam. <laughs> cái chương trình âm nhạc này thì cũng được tổ chức ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và cái mùa đầu tiên, đấy là mùa của Việt Nam Idol thì đã được công chiếu vào năm 2007. Và nó bao gồm 3 giai đoạn đầu tiên là cái phần trình diễn ngắn để lựa chọn ra người tham gia và cái thứ hai là những vòng bán kết và cuối cùng là vòng chung kết và cái người chiến thắng của cái show trên những cái mùa khác nhau đấy thì sẽ trở thành cái nghệ sĩ nổi tiếng cái ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Ok thì đấy là cái phần nội dung của cái bài mà cô vừa mới vừa mới dịch cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bài tập. Đầu tiên thì ta có từ series series như vừa nãy thì cô đã dịch nó là, là chuỗi loạt phim truyện đúng không nào chuỗi Loạt thứ hai là identify với đồng cảm thứ ba là in search of nghiên cứu và tìm kiếm eliminate là loại bỏ câu a feel that they are similar to and can understand them. Cảm thấy họ rất là giống và có thể hiểu được, tức là đồng cảm đúng không? Câu 2 thì ta sẽ đi với A. Ta viết ở đây là 2A nhé. B. Access to TV or radio programs on the same subject. Một bộ chương trình TV hoặc radio cùng một chủ đề là chuỗi rồi, chuỗi chương trình. Một B. Series. Cô viết nó hơi không theo thứ tự nhưng không sao các em nhé Remove from the competition Được bị loại bỏ khỏi cuộc thi Thì là động từ eliminated 4C các em nhé Và cuối cùng là Looking for tìm kiếm lại bằng với insert ở 3D rồi như vậy là chúng ta đã tìm ra đáp án Của bài tập phần số 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến bài 3 Bài số 3 là bài về multiple choice Tức là chúng ta sẽ tìm những cái đáp án Tìm đáp án dựa trên câu hỏi Rồi, bây giờ các em sẽ cùng tìm đáp án cùng với cô nhé Câu số 1 What is American Idol? American Idol là gì? Gọi là là chương trình gì đấy? Rồi, Đáp án A, a game show on TV. Một chương trình game show ở trên TV. Đáp án B, một chương trình gọi là một cái cuộc thi hát ở trên TV. Đáp án C là một cuộc thi gọi là nhảy trực tiếp ở trên TV. Thì như các em vừa mới biết đấy, đây là một cuộc thi hát đúng không? Nên chúng ta sẽ chọn đáp án B. Câu 2. Which of the following statement is correct? Câu nào sau đây là đúng? A. From the semi singer who can go to the next stage are decided by the audience vote. Từ vòng bán kết, người ca sĩ nào mà có thể vào vòng trong thì được quyết định bởi số phiếu bình chọn của khán giả. Đáp án B, những cái khán giả, những cái giám khảo có thể lựa chọn nhiều nhiều những cái ca sĩ có thể lựa chọn nhiều ca sĩ mà họ mong muốn. Câu C, mọi người ở xung ở vòng quanh thế giới ở tất cả mọi nơi trên thế giới có thể gọi là bình chọn cho cái bài hát mà họ thích. Câu B thì nghe là rất là vô lý đúng không các em? Câu C thì mọi người ở mọi nơi trên thế giới có thể vote for the song. Thực ra câu C thì chúng ta có thể thấy là ở đây thì chỉ có một vài cái vùng nhất định có thể được vote for the song thôi. Đây, các em ạ. ở US, Brazil. Puerto Rico ở Virgin Island thì mới có thể vote for the singer prefer the singer chứ không phải là around the world như vậy là cái câu uh, câu c của mình là cũng chưa đúng câu a là từ vòng bán kết thì được vote bởi số phiếu của khán giả thì câu này có các em ạ à, cái phần này có thể đây, from the semi-final onwards, câu này. Từ vòng bán kết trở đi này, những người trên 13 tuổi sống ở những cái vùng này có thể vote for bằng cách online hoặc thích messaging. Như vậy thì câu 2, đáp án A là đáp án đúng. Các em chọn A nha. Câu 3, who, who wins American Idol? Ai là người chiến thắng chương trình Thần tượng Mỹ? The singer with the highest number of votes on the final night. Ca sĩ với lại cái lượt bình chọn cao nhất ở vòng chung kết. Hay là ca sĩ với lại cái lượt bình chọn cao nhất và cái số điểm cao nhất từ à, từ giám khảo. Hay là ca sĩ với lại cái số điểm cao nhất từ giám khảo. À như vậy các em có thể thấy là On the final night này The most popular singer Tức là ca sĩ được yêu thích nhất qua cái lượng bình chọn ở bên trên Đấy. Còn ca sĩ nào mà có số phiếu bình chọn thấp thì bị loại Còn yêu thích nhất thì sẽ trở thành người chiến thắng Như vậy thì ta thấy là sẽ dựa trên số phiếu của Của Của, của Vox Đây Đó Là phần A Câu 4 Which of the following statement about the dress is not mentioned? Cái là khẳng định nào sau đây không đề cập về các cái vị giám khảo? đoàn a they give comments after each live performance họ đưa ra cái lời bình luận sau mỗi cái phần trình diễn câu này có nhé đây các ạ. đây and receive the just opinions và nhận được những cái lời bình luận của khán của giám khảo như vậy câu uh, câu a là có b they have different views about singer performance họ có những cái gọi là những cái quan điểm khác về cái phần trình diễn của ca sĩ. Câu này cũng có. Đây, ta thấy ở đây. Đây, interesting arguments, different opinions. Cái việc mà những cái quan điểm khác nhau này nó khá là thú vị và khiến cái show này trở nên thú vị hơn. Đấy. Như vậy là ta thấy ở câu này cũng đúng. Có đề cập câu cuối, they are not in favor of choosing ordinary people. Họ không có họ không cần thiết về lựa chọn gọi là họ không thích lựa chọn những người bình thường. Câu này không ổn. Bởi vì ở đây ta thấy này, the participant của cái show này chỉ là ordinary people. Ngay từ cái cuối câu cuối của đoạn số 1. Nên câu này nó không đề cập tới Ta chọn C. Câu 5, what can be inferred about the competition in Vietnam? Điều gì có thể được uh, chúng ta nhận ra được? là hàm ý về cái cuộc thi ở Việt Nam. Câu A, các cái khán giả có thể quyết định người nào mà ở vòng cuối cùng, vòng chung kết hay là tất cả các ca sĩ đều trở nên nổi tiếng hay nó có thể giúp phát triển cái con đường cái sự nghiệp ca sĩ của người tham gia. Câu B thì nghe vô lý quá, tất cả các ca sĩ đều trở nên nổi tiếng thì không phải, chỉ là winner thôi. Đây những cái winner này thì sẽ become famous chứ không phải tất cả đâu các em. Câu B thì audience quyết định không phải. Cái này cũng không phải. Có thể của của judge nữa đúng không các em? Còn đáp án C có vẻ hợp lý nhất, nó có thể phát triển con đường sự nghiệp ca sĩ. Đây là câu mà mang tính chất gọi là đây, đây là cái câu mà mang tính chất uh, trung lập nhất và nó cũng phù hợp nhất. Câu C các em nhé. Cô say nha rồi bây giờ ta sang đến phần số 4 work in pairs discuss whether you want to participate in Vietnam Idol give your reasons bây giờ chúng ta sẽ cùng làm việc nhỏ làm việc theo cặp và thảo luận liệu rằng bạn có muốn tham gia vào chương trình thần tượng Việt Nam hay không và đưa ra lý do ở đây các em hoàn toàn có thể viết dựa theo cái lý do của riêng mình nhé còn bây giờ thì cô sẽ có một cái gợi ý cho các em về phần này về cái phần thảo luận này Đây là phần thảo luận mẫu của bạn A và bạn B. Okay. A: Do you want to participate in Vietnam Idol? B: Of course. I love singing and my music teachers often compliments my voice. Besides, I also want to become a famous pop singer in the world like Taylor Swift who is my idol. What about you? Well, I do want to participate in this competition, but you know I'm not good at singing, and I also have a fear of crowd. Oh, don't be sad. You must be good at other field. Cậu có muốn tham gia chương trình Việt Nam Idol hay không? Tất nhiên rồi, tớ cũng yêu thích âm nhạc. Và cô giáo dạy âm nhạc của tớ thường khen cái giọng hát của tớ. Bên cạnh đấy, tớ cũng muốn trở thành một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng trên thế giới. Ví dụ, giống như Taylor Swift, là thần tượng của tớ. Còn cậu thì sao? Ồ, tớ cũng muốn tham gia những cái cuộc thi như thế này nhưng mà cậu biết đấy, tớ không hát hay và tớ cũng sợ đám đông nữa. Ừ, thôi không sao cả, đừng buồn nhé. Cậu à, có thể sẽ rất là tốt làm rất là tốt ở những ở những cái lĩnh vực khác mà. Ok, thì đấy là hội thoại mẫu để các em có thể tham khảo. Như vậy là cô trò mình đã hoàn thành xong phần reading của ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã theo dõi video.